bỏ đây này này, nó phân tích màu nó bỏ này để thảm nó lạnh. Dạ yeah, đúng rồi. Ok, bây giờ mọi người nghe rõ chưa? Nãy giờ Alex làm live bên kia hình như là nó không có nghe rõ. Ok, bây giờ Alex sẽ làm lại thêm một lần nha. Giờ nghe đúng không? Tại nãy có cái headphone em đeo lỗ tai em không biết nữa. Chắc em biết đúng chưa? Hai Alex khỏe không? Mọi người khỏe không? Khỏe nha. Nghe rồi ha. Hai Lina ha. Ok, hôm nay bạn sẽ làm gì? Ok, hôm nay Alex sẽ làm cái liquid gel với cái lovely gel. Nghe rồi ha. Hai Lina ha. Alex sẽ dùng cái loại gel này. Gel này tại vì nhiều người mua về mà có nhiều bạn họ không có biết cách để sử dụng á. Có nghĩa là không biết làm như thế nào, nhưng hôm nay Alex sẽ làm cái live là chia sẻ cho mọi người làm cái gel này. Đó, và cái gel này như thế nào, và cái thứ hai nữa là sướng nhìn mọi người làm cái pin and white, có nghĩa cắt bằng pin and white với cái này. Đó, rất là hay. Đó, rồi cái bước thứ hai nữa thì Alex sẽ hướng dẫn mọi người làm cái liquid gel luôn. Đó, thì trong cái thời gian chờ đợi thì nãy giờ Alex cũng đã dũa sếp và cũng đã dũa tất cả rồi, thì các bạn nhớ thì bây giờ Alex sẽ làm sơ qua một ngón nữa để cho mọi người biết cái technique khi các bạn làm cái gel này. Thứ nhất là các bạn này phải dũa cho kỹ cho Alex ha. Đó, phải dũa nhắm cho kỹ ở đây ha. Đó, các bạn phải dũa kỹ chừng nào chừng đấy cho Alex, nó dũa tất cả những cái dây chết của người ra. Cái thứ nhất, cái thứ hai là các bạn sẽ làm cái gì? Cái thứ hai các bạn sẽ dùng một cái đồ dũa này. Thứ hai các bạn sẽ dùng cái đồ dũa này. So the second thing you guys using the smooth one, and you guys clean all the nail right here because make sure everything is smooth. Các bạn phải dũa sao cho tất cả những cái này nó phải nhám ha. Tại vì nếu mà nó không nhám thì cái gel nó sẽ dính ở trên này. Nó sẽ dính ở trên này mà nó không có dính ở đây. Đó là cái nguyên nhân tại sao khi các bạn làm cái liquid gel nó khác với cái powder, hay là cái lớp gel nó khác với cái powder. Nhớ nha, các bạn phải dũa nhám chừng nào nó tốt chừng đó. Càng nhám thì nó độ dính nó càng good và nó last longer. Bạn dán sale bằng keo nào cho mình cái ship xem cho được không? Ok, cái keo dán thì các bạn có thể vào cái website qua để mua ha. Thì Alex sẽ cho các bạn một cái link để mua cái keo này. Đây là cái hộp keo này của bên Just Nail ha. Nó có tới 50 phi và các bạn dán rất là nhanh dính, chỉ cần các bạn dính lên cái thôi là nó dính rồi trong vòng 3 giây. Và khi các bạn có lỡ đổ ra nhiều nữa mà nó có cái hay là nó không bị đông keo lại, có nghĩa là những cái chỗ đông nó sẽ khô. Có nhiều cái keo các bạn đổ lỡ may nó nhiều quá, khi các bạn dạp đắp bột thì cái keo nó còn ướt, nó ướt sẽ làm hư cái cọ của mình đó, nhớ nha. Rồi khi các bạn làm xong hết đúng không, rồi các bạn sẽ vào cái phần này dính ha. So I'm done ready. So right now I using the brush. So I do the liquid gel. This one it get pick it up the poly gel, and this one pick it up this one the brush. And I must stand out. But normal when I do long nail, I always using my brush to do acrylic because it's long. If I do this one, I just do with the short nail. Nếu mà anh Lệch làm cho móng ngắn thì anh Lệch sẽ làm cái cọ này thôi. Để làm gì để anh Lệch đập ra. Ok, rồi bây giờ Alex sẽ phân tích cho mọi người làm cái gel này với cái kia nó khác nhau ở chỗ nào này. Các bạn nhớ khi bột, ví dụ như Alex phân tích thời gian này này, có thể nhiều bạn không có hiểu tại sao mà để làm cái cục gel này nó khác cái thằng kia. Thì có thể là cái lý thuyết chưa có nắm được nên khi các bạn làm có thể nó hơi bị. Đó thì ví dụ như đại khái Alex sẽ phân tích ra. Vẽ một cái nail ở đây, đúng không? Đó, thì ví dụ số 1 này, số 1 là cái gì? Ok, số 1 ở đây là ngoài cái thành móng, và ở đây là cái số 10 là con cuticle. Cái cuticle is number 10, so it outside is number 1. Cái chỗ đại khái chỗ này là số 5 là khúc nối móng giả với móng thiệt đi ha. Móng giả, móng thiệt. Đó, vậy đi. Thì số 5 ở chỗ này đúng không? Thì khi các bạn đắp bột á, ví dụ như là phân tích á, đắp bột, cục bột á, liquid đắp bột mà giống như acrylic á, thì các bạn ví dụ nó có 40 giây. 40 giây thì các bạn chia đôi ra. 20 giây đầu các bạn ví dụ sức mạnh 1 tới 10, đúng không? 1 tới 10 sức mạnh thì các bạn phải đập như thế nào, có nghĩa là 1 tới 10 sức mạnh chứ các bạn chỉ xài của 20 giây đầu nha. 20 giây đầu này, 20 giây sau nha. Thì các bạn xài 20 giây đầu, các bạn chỉ đập 1 tới 10 sức mạnh á, các bạn chỉ đập 3 sức mạnh thôi, có nghĩa là it's very gentle. So when you apply acrylic powder, you guys have only 40 seconds. The first thing 20 seconds you guys do very gentle. So 1 to 10 you guys do only number 3. If you guys do really strong, the powder always come out. And it's
After có nghĩa là 20 giây đầu là ba sức mạnh của mình, còn 20 giây sau á thì các bạn phải đập mạnh hơn xí, có nghĩa là các bạn sẽ đập tới 5-6 sức mạnh của mình, có nghĩa là sức mạnh á 1 tới 10 các bạn phải đập 5-6. Tại vì các bạn mà đập mà nhẹ thì nó không có ra, mà 10-20 giây sau các bạn sử dụng cái thanh cỏ. Hiểu không? Các bạn phải dùng cái thanh cỏ thì nó mới sạch được, còn các bạn dùng cái kia thì nó không có ra được. Các bạn hiểu không? À, nên các bạn lưu ý cái điều đó cho Alex ha. À. Nhà bao nhiêu bột hả? Ok. Ok rồi, bây giờ Alex sẽ vô cái phần cái lớp gel ha. Thì cái lớp gel nó khác với acrylic. Khi các bạn làm lớp gel thì các bạn lưu ý always khi nào cũng vừa đè mạnh. Mạnh hơn xí có nghĩa là 1 tới 10 sức mạnh, đập 5-6 sức mạnh cho Alex. Các bạn không có thể nào làm đập 1-2-3 sức mạnh nhẹ như vậy thì cục lớp gel nó không có đi, nó chỉ nằm một chỗ vậy thôi. À, nên lưu ý điều đó. Và cái thứ hai là các bạn sẽ dùng cái thanh cọ nhiều hơn để làm gì, để tạo một cái lực đập nó đi. À, lưu ý nha, chỉ có vậy thôi. Rồi bây giờ Alex sẽ vô vấn đề chính ha. Alex sẽ vô múa cỏ cho các bạn coi. Ok, bây giờ Alex sẽ đắp cái ngón này. Đầu tiên Alex sẽ làm cái một màu trước. Đó, thì trước khi các bạn lấy được chưa, các bạn sử dụng một cái đèn UV light and LED light. Đó, thì khi các bạn mua sản phẩm các bạn phải lưu ý ở cái chỗ này, nó ghi cái chữ này. Cái gel này có dùng cho UV light được không? Cái gel này có dùng cho LED light được không? Thì cái sản phẩm bên Alex đó thì các bạn có thể dùng cho đèn thường. Cái đèn mà ngày xưa UV light và bây giờ nó ra những cái hãng LED light. Có thể là nhiều bạn không biết là UV light, là LED light là cái gì, để lại phân tích cho. Cái LED light là nó có cái đèn như thế này. Còn cái UV light là giống như cái đèn nó dài thòng lòng vậy đó, nó gọi là UV light. Đó, khác nhau ở chỗ đó nha. Đó, cái gọi là UV light. Đó. Hello Tuyết Palm ha. Rồi, cái technique mà của Alex làm cái liquid gel, cái lớp liquid gel thì nó khác ở mọi người á, là thường thường các bạn muốn mà cái gel nó không có bị hở lít á thì Alex sử dụng cái chai number 3, cái chai Baycoat của Alex này ha. Thì cái chai bay này nó rất là strong và nó rất là good, thì các bạn sẽ sơn lên. Các bạn sẽ sơn cái chai bay của Alex lên. Đây là cái technique mà những bạn mới vô nghề các bạn làm cũng không bao giờ gel nó bị lít, nó bị hở hết, tin Alex đi. Nó không bao giờ lít hở hết. Đó, sơn lên trước để làm gì? Để mình cố tình làm cho cái nền mình nó cứng. And put the light for me. Ok, mình bỏ vô đèn. Đó, các bạn phải để cho đèn cho Alex đúng 1 phút cho Alex để làm gì, để nó khô. Đó, tại vì á, làm silat hay là các bạn làm liquid gel hay là các bạn làm lớp gel cái gì, các bạn cũng phải làm cho cái nền nó cứng hết. Còn nếu cái nền nó không cứng thì nó sẽ bung hết. Đó, nó bung. Tại vì ở dưới nó không có khô. Đó, nó khác acrylic. Acrylic là một cái thể loại, nó có nghĩa là khi nó khô nó cứng ngắc à, nó chết luôn. À, nên nó khác nhau ở chỗ đó. Rồi bây giờ Alex sử dụng cái màu peach pink này, cái màu rất là đẹp ha. Rồi bây giờ Alex sử dụng một cái cọ này đó. Những bạn nào mà mua cái sách bột mà 50 màu của Alex nha, thì các bạn nhìn nha, thì Alex sử dụng cái mũi cọ, các bạn thấy không, nó có một cái hình cọ ở đây đó. Tại sao nhiều người cứ lấy cái này nặn lên á thì nó rất nhìn, nó đôi khi nó hay dễ bị mất sắp và đôi khi nó không có điều á. Tại gia Alex nói á, lấy cục gel này lên nó cũng là một cái nghệ thuật. Nếu mà mình lấy không có chuẩn á thì mình bỏ lên, nó có thể mình làm nó hơi lâu kho, hơi lâu một xí cho mình thôi. Còn nếu các bạn lấy cái nghệ thuật á là các bạn nặn lên, đúng không? Thứ nhất là các bạn tiết kiệm được cái gel, và cái thứ hai nữa là các bạn làm nó rất là gọn ha. À, các bạn nhìn vào đây, hình dung là cái nail tới đâu, các bạn cắt ra bỏ lên, các bạn thấy không, xấy gel này thấy không, à xấy lên ha, này giữ này thấy không. Rồi các bạn đậy cái nắp lại ha, xong rồi các bạn bỏ vô lên này, các bạn chà xuống nha lên này ha, bỏ xuống, kéo xuống một cái như này. Thấy không? Cái gel nó sẽ mắc vô cái nói này. À, xong rồi các bạn sẽ link cái cỏ cho Alex nha, link cho sạch cho Alex. Rồi các bạn đóng cái nắp lại, các bạn xài cái tiếp cục cái hộp cát. Rồi. Đây là một cái loại cỏ, ví dụ cây này là cây bự ha. Rồi Alex sẽ dùng cái số nhỏ này, Alex sẽ dùng cái này làm. Thường thường á mà Alex làm móng dài thì Alex dùng cái cỏ đắp bột luôn. Đó, Alex sẽ bỏ vô cái nước. À, đa số nhiều người kêu làm cái cục gel này á, là không có dùng liquid hay là không dùng dùng alcohol, dùng acetone. Đó là một cái sai lầm hoàn toàn. Tại vì sao? Thật sự Alex nói á, dùng acetone, dùng alcohol nó sẽ bị lít hở hết. Các bạn cứ thử nghĩ đi, ví dụ khi các bạn dụa nhám xong
các bạn bỏ bon xong rồi các bạn kêu khách đi rửa tay, các bạn kêu nó quay lại, các bạn dám đắp bột, lên không? Các bạn không dám đắp bột, tại vì sao? Nước đã vô rồi thì tất nhiên nó sẽ hở thôi. Tới giờ Alex nói thực tế là gì? Có nghĩa là cái tại sao Alex nói lấy liquid, cái liquid cơ thể mình lấy loại nhẹ thôi. Để làm gì? Liquid để làm gì? Để cho nó làm ướt cái cỏ, để khi mà mình làm á nó không có bị dính cỏ, chứ không phải là cái liquid vô đây nó làm cho cái lớp gel mình, cái cục gel này nó mượt, nó đẹp hơn, không phải vậy. Có nghĩa là nó làm cho cái cỏ của mình nó ướt để khi mình đập á, vậy này, phải không? Nó không có dính vô cái cỏ của mình. Thì thay vì mình không có liquid á thì mình làm vô nó dính vô đây. Đó, các bạn lưu ý nha. Rồi. Cái chai gì vậy Alex? Đó, thì Alex sẽ đẩy vô này, các bạn thấy không? Khi các bạn có cái bay á, các bạn đẩy vô này. Nhẹ nhàng vô chai Alex này, đẩy nhẹ vô. Đó, rìa vô cái cuticle. Đó. Khi các bạn làm được cái này rồi, các bạn ghiền, các bạn không muốn làm cái này nữa, các bạn không muốn làm bột nữa. Các bạn đẩy vô. Các bạn thấy không? Đẩy vô cuticle trước, xong các bạn đẩy vô giữa chai Alex. Đó, đẩy vô giữa bột. Chèn hai bên vô. Đó, chèn ra. Đó. Thấy không? Đó là các bạn làm móng ngắn nha. Các bạn dùng cái này. Còn đa số thường thường á, ví dụ như Alex làm móng dài á, thì Alex sẽ dùng cái cỏ đắp bột của Alex luôn. Đó, sẽ chơi rất là nhanh, đắp rất là lẹ. Đó, Alex sẽ lấy một xí nước này. So I get a bit liquid, I push down like that, you guys see it. Không? Alex sẽ stand ra, các bạn thấy không? Nó mượt này. Alex sẽ dùng sức mạnh của mình này ha. Các bạn nhìn nha. Ví dụ 1 tới 10 nãy Alex nói bột dùng 3 sức mạnh, nhưng mà liquid gel á, lovely gel các bạn, cái polygel này các bạn phải dùng tới bao nhiêu? Có nghĩa là tới 5-6 sức mạnh, các bạn thấy không? Vuốt ra. Vuốt ra. Này, sử dụng cái thanh cọ mình nhiều hơn này, các bạn thấy không? Đó, ra rất là mượt, rất là đều. Và cái màu này là màu beach pink nha, cái màu này rất là đẹp. Lấy ra. Đó, thì những bạn nào mà mua cái set màu mà 15 màu ông đây Alex á, đều có những cái màu này hết. Alex đã làm ra bằng bột luôn rồi. Đó, các bạn thấy không? Kéo ra. Đó, đập hai bên ra. Rất là gọn, rất là đều và rất là mượt. Đó. Bấm vô, các bạn thấy không? Đó, xuống vô. Đó. Có đủ độ cong angle từ đây góc tới góc kia. Đó. And push down like that for me is very gentle. And bây giờ này mình chỉ liếc hai bên thôi. Đó, ép xếp vô. Đó, các bạn thấy không? Đó. Còn các bạn nằm mới vô nghe mà sợ nữa, lấy cái tay như này, vuốt nhẹ cái nhẹ thôi. Vuốt nhẹ cái, các bạn thấy không? Nó ra rất là chuẩn. Đó. Các bạn thấy không? Làm cái lớp gel chỉ có làm vậy thôi. Đó, xong rồi các bạn sẽ bỏ vô đèn. Vuốt lại cái nó bỏ vô đèn cho nó gì để cho nó khô. Bỏ vô đèn. Đó, các bạn bỏ vô đèn cho Alex là đúng, là có nghĩa là các bạn bỏ vô đèn làm cho Alex đúng 2 phút rồi lấy ra vuốt nhẹ bóc phờ bỏ treo là xong. Đó. Rồi bây giờ Alex hướng dẫn mọi người làm cái pin and quay. Đó, cái pin and quay bằng cái lớp gel luôn. Đó, thì Alex sẽ hướng dẫn mọi người cái mánh khóe làm cái này, thì nhiều người kêu làm cái này làm pin quay rất là khó. Thì Alex sẽ chỉ cho mọi người ha. Mọi người có thể bấm share video cho Alex được không? Thank you mọi người rất là nhiều nha. So right now I show you guys how to do with this one. Do smile light. And ok. Alex sẽ đợi cho nó khô xí ha. Rồi bây giờ này, Alex sẽ làm qua cái ngón này là pin and white đi ha. Rồi bây giờ Alex sẽ bỏ, cũng tiếp tục Alex sẽ dùng một cái chai bay của Alex. Đó. Đây là cái mà cái technique mà khi các bạn làm cái này ha. Để Alex làm cái ngón này đi. Các bạn mà làm cái bay của Alex á, thật sự Alex nói những bạn mới vô nghề làm á, các bạn không bao giờ sợ bị leak hết. Đây là cái mánh khóe mà Alex chỉ làm cho mấy cái liquid gel. Đó, làm sao để mà nó không bị chóc. Đó. Cho dù các bạn có đắp xấu lồi lõm nữa mà cái bay của mình nó gứt rễ, nó không bao giờ bị leak hết. Cho cái đó gọi ghét gọi gì, cái đó là ghét bột hả? Đúng rồi, ghét bột, đại khái ghét bột cũng được. Đó. Rồi bây giờ xong đúng không? Alex sẽ dùng một cái loại gọi là whey. Này, cái thằng này là quay ha. Đó. Này, cái quay này rất là trắng. Trắng nha, trắng nặng á, trắng nhảy xương lắm á. Trời ơi. Ok rồi, bây giờ các bạn nhìn này ha, xong rồi đúng không? Nó muốn khô đúng không? Rồi bây giờ là sử dụng cái các bạn có thể dùng cái màu Peach Pink của Alex hay là cái màu Clear Pink cũng được, cái màu nào cũng được hết á. Alex có nhiều màu rất là đẹp. Alex sẽ lấy cái màu này vô ha, Alex sẽ nặn ra cho mọi người xem. Cái màu này cũng đẹp này. Để Alex lấy cái màu Peach Pink đi, Peach Pink để làm cái ombre pink and white cho nó đẹp. Cái pink and white. Cái màu nãy Alex vừa mới xài các bạn nè, màu này ha. Bây giờ các bạn nhìn Alex lấy nặn ra lại nha.
đó, còn lạnh ra đây một cái ha, không đẩy vô cái này nhẹ xuống thôi, thấy không? À, nó cũng là một cái nhồi thịt nữa đó. Các bạn lạnh mà nó không có đều á thì có thể các bạn sẽ phải hơi lâu xí, có nghĩa là các bạn phải uốn qua uốn về. Các bạn nhìn nha, bây giờ Alex sử dụng cái cọ dài này. Nè, bột đè 3, gel này đè 7, có nghĩa là đè mạnh á, mạnh hơn xí nữa, đúng không? Đẩy vô, đẩy vô cuticle. Trời ơi, thấy không? Mình đẩy vô cuticle mình đẹp rồi á, bắt đầu các bạn sử dụng cái thanh cọ này. Các bạn sử dụng cái thanh cọ qua này ha, ảnh ra. À, ảnh nhẹ vô thôi. Còn thấy không? Alex làm rất là nhanh đúng không? Đó, làm cái này nó không có độc hại nhiều hơn cái liquid gel, là cái acrylic thì nó nói đúng, thì có nghĩa là nó không có độc hại, cái nào cũng chết hết, nhưng mà cái này thì nó không có dùng liquid nhiều thôi. Đó, còn thấy không? Vuốt hai bên này ha, bên này dài bên này kia ha. Rồi sau lại sẽ lấy một xí nước thôi, để làm gì? Để làm cho cái khi cồ mình nó đẹp. Đó, vuốt ra. Rồi. Các bạn dùng cái gì cắt các bạn biết không? Các bạn biết các bạn dùng cái gì cắt không? Các bạn thấy không? Alex làm nó rất là mượt, nó rất là giống như bột vậy đó. Khi các bạn làm bước đầu á, lúc đầu Alex làm Alex cũng nản lắm, có nghĩa là Alex thấy ôi trời sao nó phức tạp vậy. Nhưng mà khi Alex làm rồi thấy ô cái này nó rất là dễ. Có nghĩa là nó dễ hơn bột nữa, có nghĩa là mình không có sợ nó khô và mình cũng không có sợ nó chảy. Mình chỉ nhớ là mình chỉ cánh ép bề đè mạnh là xí thôi, tự động nó ra thôi. Thay vì bột bị đắp nhẹ, nhưng mà mình sợ nó mau khô tại vì nó có 40 giây. Còn cái này á, các bạn ngồi chỉnh thoải mái, nói chuyện tám thoải mái, nhưng mà chỉ cánh đè mình hình cái thôi ha. Rồi có thể các bạn bỏ vô cái đèn scan nhẹ, hay là các bạn thấy á, nếu mà nhiều cái treo, nhiều tiểu bang nó lạnh á, thì các bạn dùng cái này cắt luôn. Đó. Cắt luôn. Đó. Cắt luôn. Này bỏ xuống ha. Tránh xuống cái. Rồi chỉ nha. À, tránh xuống cái ha, thấy không? Đó. Xong rồi các bạn sẽ dùng cái mũi này nè. À, Alex sẽ muốn cho nó cong cái nữa, cong nữa, cong hay là cong. Đây là cái mánh khóe cắt pin ngoài, các bạn muốn cong nữa, các bạn sẽ dùng cái, các bạn sẽ dùng một cái số bên này nè, để làm cho nó cong hơn nữa và nó không bị dính vô cái cũ. Đó, thằng này cũng vậy, tránh như vậy này ha. Đó, tránh vô. Còn không nữa mà các bạn muốn á, mà cắt mà nó không có dính nữa là chỉ cho dễ lắm. À, bỏ vô đèn. Can you scan the light please? Ok, các bạn bỏ vô đèn một cái các bạn lấy ra. À, đó là cái mánh khóe, các bạn scan cái, các bạn bỏ vô đèn các bạn lấy ra. Là có nghĩa là sao nó hơi khô xí, các bạn cắt nó không có bị dính vô cái này này ha. Đó là cách thứ hai mà Alex đã nghiên cứu ra. À, nó cũng giống như phiên hình ngoài thôi. Nè thấy không? Alex bỏ vô đèn là thấy nó hơi khô đúng không? Alex sẽ cắt này. Nè ví dụ này. Ừ, bỏ vô đèn scan cái lấy ra. Ôi nó khô nhẹ lại quá ha. À, khô lại quá. Rồi bỏ vô đèn ha. Đó là cách thứ hai. À, bột đó có bị khô không em? Không chị ơi, cái bột này nó không có khô nha. Nó không có khô. Cắt có nghĩa là lấy cắt liền ra liền đang tránh xuống cái liền. Đó, tránh xuống liền cái ha. Đó. Rồi bây giờ Alex sẽ làm cái bước thứ hai là Alex sẽ đặng cái quay lên. Cái quay này ha. À. Ừ, cái quay này thì các bạn sẽ dùng cái cọ số nhỏ thì nó dễ đi hơn. À, đại khái cái bự cũng được, nhỏ gì cũng được hết á, còn tránh vô. Mình lắc vô, mình thấy không? Lắc vô làm cái fan smile like cho đẹp ha. Đó. À. Nói chung thì Alex nghĩ á, về những cái thích đích trong cái nail art hay là cái gì như vậy á, Alex nghĩ nếu mà bạn là một người tỉ mỉ khéo léo á, thì Alex nghĩ bất cứ một cái sản phẩm gì các bạn cũng thể làm được hết. Nói chung cái bước thời gian đầu thì nó hơi khó, tại vì sao? Tại vì mình chưa có quen với sản phẩm đó, thấy không? Đó. Thì khi mình quen rồi á, thì Alex nghĩ á, nó cũng rất là dễ thôi, chứ không có gì khó hết. Đó. Tại bây giờ nó cũng rất là nhiều cái mới update lên để làm gì, để cho mình làm có thêm cái income trong cái tiệm. Đại khái như Alex nghĩ nhà ngày xưa thì mình không có làm cái ombre nhiều đúng không? Đó, bây giờ mình có rất là nhiều sản phẩm ra.
Các bạn thấy không? Đó, là xong cái smile line ha. Cho là sẽ đập vô cho nó nhẹ nhàng. Đó, thì Alex đó thì thường thường Alex thích xài cái cọ bự hơn, tự nhiên không? Nó nhanh nhẹ, nó nhanh mà nó khỏe cho mình nữa. Đó, đập ra. Đó, kim tuyến nó đâu bui đây nữa. Đó, đập ra, các bạn thấy không? Đó, vút ra thôi. Đó, vút này cái này ha, chấn nhẹ cái để cho vô cái fan. Rồi xong ha. Đó, sau là sẽ chỉnh bên này cái nữa. Đó, khi Alex làm lái Alex làm chậm nha, nhưng mà khi Alex đắp á Alex làm vô cái khi Alex làm kia Alex làm rất là nhanh ha. Cái anh này khách này bị đập vô cái đèn này. Ok, the lights. À, xài được liquid luôn nha. Cái liquid á, tại vì anh Lịch nói xài phải xài liquid hoặc xài cái liquid là nhẹ chứ đừng có xài acetone alcohol. Nếu các bạn xài liquid alcohol với kia thì nó bị các bạn xài cái kia thì nó có miếng xong nó bị hở hết, hiểu không? Liquid là có nghĩa mình cũng giải khách khách hiểu, có nghĩa là mình xài liquid để làm gì, để cho cái cọ mình nó ướt thôi chứ không phải là để cho nó, tại vì liquid á, là xài với bột là để hai cái nó hòa quyện với nhau, nhưng mà cái liquid gel á, nó không có hòa quyện với cái nước liquid được. Nhưng mà để làm gì, để làm cho cái cọ mình nó ướt, đúng không? Để khi mình làm mình lấy mình vuốt ra nó không có dính vô cái cục của mình thôi chứ không phải gì hết á. Nó thực tế là như vậy thôi. Rồi bây giờ Alex sẽ xài qua một cái design khác ha, đại khái như đây là cái sông của anh theo đó. Khi rồi nó khô rất là nhanh và nó nhẹ lắm, nhà tơn à đó, nhà tơn à. Lúc biêu hay lúc fill thì cũng vậy thôi, chỉ dũa xuống làm fill cái chỗ thiếu thôi. Đại khái giờ cái này đi, cái này Alex làm một nửa ra là chỉ cho các bạn cách fill này. Ví dụ nhiều bạn nghiêu là không có fill được thì Alex chỉ cho cách fill. Trường thì ai là này, các bạn nhìn Alex này, nếu mà các bạn muốn khéo thì con nặn kiểu vậy này, nặn xuống này cái này ha, cắt xuống ra là vậy đó. Thấy không? Đó là cái thích đích các bạn nặn trên cái này. Thì nói chung thì Alex muốn làm cho nó professional thôi, tại vì trên cái line là có nhiều người Mỹ họ nhìn nữa này. Alex sẽ đẩy xuống này, so this one I do a review. Các bạn thấy không, Alex sẽ đè mạnh lên xí này đó, mạnh lên xí đó. Các bạn thấy không, mạnh lên xí đó, mạnh ra ha, cái thằng này như vậy. Đúng không? Trên này mưa rồi đúng không? Các bạn thấy không? Này, bây giờ Alex sẽ ép cọ lên này. Ép này, ép hai bên này vô này. Đó. Các bạn nhớ nha, bột đắp 3 sức mạnh thì thay vì cái này các bạn xài mạnh hình xí, kéo mạnh hình xí. Đó, nó chỉ có vậy thôi chứ có gì khó hết. Này ha. Các bạn thấy Alex làm không? Ra rất là easy không? Đó. Ra rất là easy. Kéo ra, kéo vô à. Cái này có cái hay là những bạn mà mới vô nghề làm cũng được nữa. Các bạn ngồi nhìn dầm mới ngó là nhớ cách làm thôi là làm được à. Thấy không? Xong. Thấy không? Rồi bỏ vô đèn. Có hàng chưa Alex? Có hàng gì chị Yến nhỉ? Hi Steven. Ok, so after that, so right now I want to show you guys how to do refill. Đó, thì cái refill nó cũng vậy thôi. Cái refill là gì? Có nghĩa là mình cũng mà cái refill mình cũng cũng sao? Mình cũng dũa ra, dũa nhám cũng giống như bột thôi. Đó, thì bây giờ ví dụ như refill đúng không? Thì Alex các bạn thấy đây đại khái đây là cái fill đi ha. Thì bây giờ Alex sẽ hướng dẫn mọi người làm fill này. Alex sẽ lấy ra một cái cục nhỏ này. Nhớ là fill lấy nhỏ thôi nha, đừng lấy bự quá nha. Thấy không? Alex bỏ lên đây. À, cái này là fill. Fill thì nó dễ hơn. Đó, fill thì Alex dùng cái cọ số nhỏ này cũng được nè. Cái cọ dễ thương này nè. Thấy không? Alex sẽ dùng cái cọ nhỏ này nè. Đó, miễn sao fill giống màu được rồi, đừng có lấy mà. Đừng có lấy lộn màu fill được rồi. Fill phải lấy đúng màu nha. Nha. Chứ không phải giống như ôi Steven hôm qua uống rượu dữ quá, hôm nay lấy nút phiên qua lấy màu na chục phiên bỏ vô nữa thì nó khác. Đấy không? Đó.
Rồi, để lại lấy cục này ra này. Rồi, đây lại lấy cái cò bự đi ha. Tại lại làm quen tay rồi. Nè, lại lấy cái cò bự này ha, lại sẽ đắp ra. Mà công nhận nó cái màu na chụp phim này đẹp lắm á. Cái màu này nè. Nè ha, cho vuốt ra thôi. Vuốt ra nhẹ nhàng thôi. Nó cũng giống như cái thằng acrylic thôi. Đó. Thấy không? Thấy, các bạn thấy không? Đó, anh lại đâu có giấu nghề đâu, anh lại cũng chia sẻ cho những cái thích xa thôi. Đó, xong vuốt ra. Nhưng mà nhớ nha, khi mà phiêu nhớ ra lệch đó là phải vuốt nhám cho kỹ nha. Vậy thôi. Thấy không? Đó, xong. Đó, liên kết với nhau hết rồi đó, thấy không? Đó, vậy thôi, bỏ vô đèn. Dạ hả? Hàng này có bán không Alex? Cái này có nha, thì bên công ty Alex có bán, để Alex quay cho coi nè. Có bán luôn, có bán Alex luôn. Ai muốn mua Alex không? Alex bán Alex luôn ha. Đây này, đây là cái dàn treo này nè. Đây này, đây là những cái màu mà Alex làm ra của cái thằng kia, thì Alex có bột luôn, bột với liquid treo nó giống nhau. Thì đại khái cái thằng này nè. Đây nó có tới tất cả là mười mấy màu. Đó, đây này, hình như làm cái lớp gel này. Đó, vậy thôi. Đó, còn giờ còn bột kia thì còn bột 200 màu chuẩn bị ra nữa. Thì có thể các bạn có thể đợi cái like ha. Rồi anh lại sẽ vô lại ha. Vô lại tiếp tục. Rồi. Màu nhiều lắm. Ok vậy, thấy còn thấy là xong rồi này ha. Đó, thường thường á Alex thích làm cái này biết sao không? Xong rồi á vũa rất là lẹ. Chỉ cần này, ví dụ đại khái này. Nó khô lẹ lắm, cái bên Alex cỡ 1 phút thôi là nó khô rồi, các bạn thấy không? Nó khô lẹ rất là nhanh. Rồi bây giờ Alex sẽ bỏ cái vũa vô thử ha. Alex sẽ làm mấy ngón thử thôi, thử trước đi. Xong rồi mình làm thêm mấy ngón kia nữa. Đây là chữa thử cái ngón này đi. Này, cho mọi người thấy cái màu ha. Cái này á, nó có cái hay á, là nó nhẹ hơn acrylic. Nó nhẹ hơn và nó không có nặng. Và thứ hai nó có cái sự đàn hồi. Sự đàn hồi là gì? Có nghĩa là nó lên xuống được. Nó khác cái thằng kia. Đó. Để khi nào Alex làm cái tutorial cho mọi người xem được cái gọi là cái video á. Nó xong rồi đấy không? Các bạn thấy không? Vũa rất là nhanh. Thằng này vậy, vũa rất là nhanh. Còn thằng quay. Thằng quay cũng vũa như bình thường thôi. Thì nói chung Alex, các bạn thấy ngày xưa mà ở bên tụi bên mấy người bên người Nga hay là những người nước khác á, họ làm mấy cái nail rất là tự nhiên. Thì tại vì họ dùng những cái này họ dùng những cái này bởi vì tại sao cái nail của họ ra rất là tự nhiên. Thì đúng không, các bạn thấy không, tại sao mà cái ombre bột, ví dụ các bạn làm college shell, tất nhiên nó không có đẹp bằng bột được rồi, đó là điều tất nhiên thôi, tại vì bột nó ra tự nhiên hơn. Chứ dù các bạn làm college shell đẹp cỡ nào nó cũng không có ra bằng tự nhiên bằng bột được. Thì mỗi cái nó có một cái audit khác nhau. Nên khi các bạn làm thì các bạn biết được những cái thao tác và những giống như kỹ thuật thì các bạn làm nó khỏe cho mình thôi. À, các bạn thấy không? Đó, xong rồi này, thấy không? Đó rồi. Tìm slide ở bộ sạc phải không nào lịch? Đúng rồi. Cái vũa xuống bình thường thôi, cái thiên hình ngoài này. Nó còn cứ lấy cái smile rồi cắt các vũa bình thường thôi. Đó. Lại có lấy cái tay lại đụng nãy lại có lấy cái tay lại đụng cái đó.
thì cũng sao hết, thấy không? Đó, nó cũng ra này. Đó, còn khi các bạn cắt xong nhớ đừng có lắc cái tay nhiều quá, hiểu không? Đó, vậy thôi. Thằng này cũng vậy. Vũ xuống mỏng. Dạ đúng rồi, Nguyễn An ha, Nguyễn Lâm. Thì slay em ở bên Westminster ha. Nếu bạn trai cái muốn mua gì qua cái trai cứ lên cái phi qua lẹt tới là có địa chỉ sẵn rồi đó. Hoặc lên trong cái phiếu qua lẹt có địa chỉ sẵn đó, cứ bấm địa chỉ chạy qua thôi. Sáng này cũng có mấy người qua mua slay. Đó. Qua đây có gì muốn kỹ thuật gì đó thì lại chia sẻ cho. Nếu lại có tham thì sẽ chia sẻ tình tình cho. Đó là sẽ chạy với này cái nữa. Ok xong rồi chỉ bắt phở thôi. Đó. Nè để là sẽ bỏ một cái gel top coat lên thử cho bọn coi thử nó bóng và nó sáng như thế nào ha. Model quá đẹp, gồng tay quá, làm giống như là bị tra tấn vậy đó. Mình nhìn thử nha, này này cái mấy cái màu nút này đẹp lắm. Các bạn mà lên cái các bạn coi á, mấy cái màu nút này đẹp nó ghê lắm. Còn thấy không, cái màu nút nó rất là tự nhiên và nó rất là cái đặc điểm của cái trang này có cái hay á là các bạn mang mà giống như không mang, nó nhẹ tơn à, mang mà giống như không mang. Mà làm rất là nhanh nữa. Đây là cho coi nha. Cái dầu lên. Cái màu rất là tự nhiên ha. Đây là cái màu màu này là màu baby pink hay sao á. Baby pink. Còn thấy không? Cái màu rất là tự nhiên ha. Có double. À, vậy thôi. Ok rồi, có gì Alex chúc mọi người một buổi tối vui vẻ, một buổi sáng vui vẻ ha. Như Việt Nam rồi Alex sẽ làm một cái video rồi Alex sẽ bỏ lên cái mạng cho nó dễ, mọi người dễ nhìn hơn. Tại đôi khi trong live Alex cũng giống như là ngồi tám rồi chia sẻ. Nhưng mà Alex sẽ làm một cái video Alex bỏ lên ha. Bye bye mọi người. Thank you guys watching my video. Thank you.